Hôm nay mình sẽ nói cho các bạn rằng việc xảy ra khi chuyện gì xảy ra vì mình quay video này. Vì sao mình quay video này? Lý do mình quay video này là vì cái series Minecraft trùm chuột mà sinh tồn mà nó bị lỗi. Tại chiều nay khi mình vừa mới vô trong đây thì tự nhiên mình thấy vô trong cái sinh tồn đó thì thấy hết không có một miếng đồ nào luôn, thế là mình phải vội vàng, thế là mình phải quay video thì thấy nhưng mà thay vì cái tin buồn đó thì mình còn có một tin nữa, đó chính là bạn có thể ra thử thách cho mình quay video. Ồ, mà cái này làm gì nhỉ? Mình không biết. Mà bạn có thể muốn mình làm cái gì thì làm, ngoại trừ thử thách sinh tồn ra nha. Hiểu chưa các bạn? Mình nói đây. Nhưng mà tắt tiếng là các bạn không nghe gì đâu. Tại vì đây là tên buồn, vì thế nên mình phải tắt tiếng. Nếu mà các bạn giúp mình được 10.000 view thì các bạn, mình sẽ quay một hai tựa game mới. Đó chính là tại vì hai tựa game mới nếu các bạn cho đấy. Các bạn đưa cho mình ghi làm được 10.000 view thì mình sẽ làm thứ đó. Các bạn hiểu không? Mặc tốt quá. Lặp lại đây. Sao vẫn còn nước?